xuống đất tổ anh đi. Xã Cao Xá đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
về dự đêm giao lưu văn nghệ tối ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban chấp hành đảng bộ, được trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ ủy ban nhân dân xã Cao Xá, các đơn vị y tế, hành chính chuyên nghiệp, các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng khu hành chính, trưởng ban công tác mặt trận của làng Hạ Trang cùng đông đảo quần chúng nhân dân, đề nghị ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự và đưa tin có đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ, đài phát thanh truyền hình Việt Nam Tao và đài phát thanh xã Cao Xá, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đề nghị chúng ta hãy nhìn lên chào đón, đó là đội tuyên truyền các khúc kinh mạng của trung tâm thanh thiếu nhi Hùng Vương, đội tuyên truyền các khúc kinh mạng đoàn thanh niên xã Cao Xá, câu lạc bộ hát xoan Vĩnh Tề, trường mầm non Cao Xá, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tạ Tiến Dũng, đảng ủy viên ban thường vụ huyện đoàn Nam Tao, bí thư đoàn xã Cao Xá, Lê Khai Mạc, Lê Văn Nghệ, xin trân trọng kính mời. Tỉnh ủy viên ban nhiệm vụ trung ương đoàn, bí thư tỉnh đoàn Phú Thọ, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và chung với công lý của toàn đảng, toàn dân, toàn quốc gia đang phấn khởi tự hào thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Được sự đồng ý của tỉnh đoàn Phú Thọ, ban thường vụ huyện đoàn Nam Tao, thường trực đảng ủy xã Cao Xá, ban chấp hành đoàn xã Cao Xá phối hợp với ủy ban văn hóa làng Hạ Trang long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ quần chúng với ý nghĩa tạo nên sự đoàn kết gắn bó giữa đảng chính quyền với nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh, đồng thời cũng là dịp để chúng ta làm quen với các cử tri trẻ tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã nhà. Kính thưa các cấp ủy đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thông qua cuộc bầu cử, nhân dân trực tiếp đi bỏ phiếu và ra người đại diện có ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trên phạm vi cả nước vào ngày 22/5/2016. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra sau thành công đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, gắn liền với công tác cán bộ liên quan đến trách nhiệm của các cấp các ngành, là nơi để đồng chí phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho vị trí nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, cùng nhau tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử. Điều đó khẳng định rằng xã Cao Xá đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước. Ban chấp hành đoàn xã Cao Xá trân trọng đề nghị toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên hãy phát huy tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của chính mình, tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân đi bầu cử với tinh thần bầu đúng, bầu đủ chất lượng, không bầu họ, bầu thay, để góp phần xây dựng cơ quan dân chủ xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Với tinh thần của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2015, nhiệm kỳ 2016-2021, kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc thịnh đạt. Chúc đêm giao lưu văn nghệ chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, cùng với hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ, tuổi trẻ huyện Nam Cao và tuổi trẻ xã Cao Xá nói riêng, trong thời gian qua đã có rất nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích như tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào năm xung kích 4 đồng hành lập thân lập nghiệp, phong trào xây dựng nhà văn hóa xanh sạch đẹp, đặc biệt phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tương thân tương ái, liên đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm bằng việc tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, giúp đỡ xây dựng các gia đình, các nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và tặng quà cho các em nghèo vượt khó để khích lệ các em vượt khó ăn vươn lên trong học tập. Hôm nay nhân dịp về tham dự buổi giao lưu, tỉnh đoàn Phú Thọ có 10 xuất quà tặng cho các em đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi. Xin mời 10 em có tên sau lên nhận quà của tỉnh đoàn Phú Thọ.
một em Nguyễn Công Anh, lớp 4A, trường tiểu học Cát Xá, gia đình thuộc diện hộ nghèo là học sinh giỏi. Hai em Đỗ Huy Hoàng, lớp 4B, trường tiểu học Cát Xá, gia đình thuộc diện hộ nghèo là học sinh giỏi. Thì đọc tên em nào thì em đó lên luôn. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị. Sau đây xin phép chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Chào và chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể nhân dân, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cao Xá, hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân xã Cao Xá phối hợp với tỉnh đoàn tỉnh Phú Thọ, Ban văn hóa làng Hạ Trang long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công xuất sắc. Biểu cùng toàn thể nhân dân, chúng ta đang sống trong không khí tưng bừng, cả nước đang chuẩn bị bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi, toàn dân chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Và ngay bây giờ trở lại với chương trình văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay, với những tiết mục được dàn dựng phi đơn giản, mộc mạc, nhưng chúng tôi tin chắc chắn rằng sẽ để lại rất nhiều ấn tượng cho quý vị và toàn thể nhân dân. Vâng, và để mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân cùng hướng lên sân khấu để chào đón tiết mục hát thanh niên thế hệ Bắc Hồ, phát bằng tuổi trẻ ngày hội non sông do quốc ca đoàn thanh niên xã Cao Xá biểu diễn. Xin mời quý vị và toàn thể nhân dân cùng thưởng thức.
có mưa nhỏ là không mưa. Và để nối tiếp chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị và toàn thể nhân dân sẽ trở lại với bài hát Ngày Hội Non Sông do nam nữ diễn viên đội tuyên truyền ca khúc cách mạng trung tâm hoạt động phát thanh thiếu niên thiếu nhi Hùng Quốc Vương biểu diễn. Xin mời quý vị và toàn thể nhân dân cùng thưởng thức. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dù thời tiết không ủng hộ nhưng các diễn viên chúng tôi rất là sẵn sàng để cống hiến tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân những tiết mục rất ấn tượng. Và rất mong các quý vị cùng toàn thể nhân dân hãy cùng nán lại để đón xem chương trình văn nghệ và đặc biệt. Và để đón tiếp chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta hãy cùng đón xem tiết mục múa Ấn Độ do các bé đến từ trường Trung học cơ sở Cao Xá biểu diễn. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục ạ. Cuộc thi múa Ấn Độ sẽ là múa chống cơm do Vũ Nhi cùng tôi biểu diễn. Chào mừng cái ô che máy cái nó cháy máy cái này chạy về nhà qua bảo lấy qua cái ô ấy. We'll be right back.
Sau ca sĩ Bảo Yến sẽ là đơn vị hát xoan chuẩn bị.
thì ca khúc rất thành công. Và để nối tiếp chương trình, kính thưa quý vị, thưa toàn thể nhân dân, đây xin mời quý vị và toàn thể nhân dân sẽ trở lại với điệu múa hát đón đào đố chữ do các nghệ nhân đến từ câu lạc bộ hát xoan Bến Tre biểu diễn. Xin mời quý vị và toàn thể nhân dân cùng thưởng thức. Bằng quê núi ông đầu đội đồng không
Thần đô em biết thứ gì trên trời rơi xuống, anh đô em biết thứ gì làm ruộng nuôi ta, anh đô em biết thứ gì rồi đẹp cửa biển nhà, anh đô em biết thứ gì thấy người qua chẳng chào, thấy người qua chẳng chào. Em không biết thời anh lại giảng qua hòa, em chẳng biết thời anh đang có em nghe, em chẳng biết thời anh đang cho dân nghe. Vô là mưa trên trời rơi xuống, nghiêu là châu làm ruộng nuôi ta, thế là mờ rồi về cửa biển nhà. Nô là dân thấy người qua chẳng chào, thấy người qua chẳng chào, thấy người qua chẳng chào. Cũng rất hồn linh và đáng yêu của các bé đến từ Vô Thiện Tứ. Xin chào đón tiếp tục hát Dắt Trâu Ra Đồng. Và sau bài hát múa hát Dắt Trâu Ra Đồng là tiết mục tự biên của các cụ và người cao tuổi Vô Thiện Tứ chuẩn bị. Xin mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đến với tiết mục Vui Ngày Hội.
tiết mục Tường Biên do Hội Người Cao Tuổi Vũ Thị Tứ biểu diễn. Sau khi một vui ngày hội sẽ là điệu múa bay đến ước mơ trường trung học cơ sở Cao Xá chuẩn bị. Oh,
để chào đón các em thiếu nhi đến từ trường tiểu học Qua Xá với tiết mục múa bay đến ước mơ. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục bay đến ước mơ. Bài hát do Thanh Hòa biểu diễn, câu ca em hát Phú Thọ quê mình chuẩn bị. Chúc mừng cho đơn vị đến từ trường trung học cơ sở. Và để nối tiếp chương trình sẽ là một ca khúc của nữ ca sĩ Ngọc Hà đến từ trường đại học Hùng Vương với bài hát câu ca em hát Phú Thọ quê mình. Xin mời toàn thể nhân dân cùng thưởng thức.
Thank you.
tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Phải làm lại đi. Trời. Sau tiết mục giấc mơ trưa sẽ là điệu múa Ấn Độ đến từ khu Hạ Thôn, chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến từ Ấn Độ, từ các cô gái đến từ Ấn Độ với điệu múa Ấn Độ do khu Hạ Thôn biểu diễn. Trên trường sơn nếp đất, năm anh em trên một chiếc xe tăng kiểu chiến binh chuẩn bị. I'm not afraid of the dark.
từ Phù Hòa Thôn. Vâng, và có một điểm ngẫu nhiên của chương trình ngày hôm nay là có hai tiết mục của Ấn Độ phải không ạ? Và tôi tin chắc rằng là mỗi một tiết mục sẽ mang lại một ấn tượng riêng cho các quý vị. Liên khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, năm anh em trên một chiếc xe tăng do Hội Cựu Chiến binh Phù Hòa Thôn biểu diễn. Ôi đêm trường sơn, nghe tiếng sáo trong
phương của các đồng chí đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Ba Xá trên lên sân khấu để cùng hát chung ca khúc. Xin mời các đồng chí đến đây. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho tỉnh đoàn Phú Thọ, các đồng chí thay mặt cho huyện đoàn Lâm Thao, các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân đã về dự và động viên phong trào tối ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở và vật chất cũng như tinh thần của tiểu ban văn hóa làng Hạ Trang